mọi người. Mình đang ở ngọn đồi này thì ngọn đồi này mới trồng cây các bạn. Nhưng mà mình thấy là ở đây có rất là nhiều những cái cây sắn mới mọc thì mình thấy rất là non, thì bây giờ mình sẽ đi hái ngọn sắn về để mình muối dưa, muối rau sắn để mà chúng ta nấu canh cá hoặc là nấu canh xương các bạn nhá. Đây các bạn ơi. Đây sắn này. Cái cây này. Trời ơi. Non. Món này là món đặc trưng của cái món rau sắn này là món đặc trưng của vùng quê của mình. Mình ở quê Lập Thạch các bạn nhé. Món rau sắn là món đặc trưng của vùng quê Lập Thạch. Thì rau sắn thì mọi người hái về muối với cả măng hết các bạn. Thì ăn rất là ngon, nấu canh cá ăn rất là ngon đấy các bạn ơi. Đây, đấy nha. Đây. Đây bây giờ mình sẽ... Oh, cái cây này non quá. Oh. Rau sắn này. Không biết là mọi người đã được ăn chưa. Các bạn ơi thì cái rau sắn này thì mình chỉ có ăn búp non này thôi này. Trời ơi cái búp của nó non chưa. Cái cuống này ăn ngon lắm này. Đây thì mình chỉ ăn cái phần này thôi. Nhưng mình sẽ hái sâu, mình bể sâu xuống này về mình cho cá ăn các bạn nhá. Ở ao thì mình có nuôi cá, mình bể sâu sâu xuống một chút để về cho cá ăn. Đây, cây này non chưa. Đấy, nhiều quá luôn. Đây mình sẽ bể sâu xuống. Đoạn nó vẫn mọc bình thường các bạn ạ. Mình bể sâu xuống lại về cho cá ăn ở cái phần dưới. Mình chỉ lấy phần ngọn thôi. Đây. Ôi, non quá luôn. Đây một cái cây này. Ngon thế. Mình sẽ bể tỉa gốc các bạn nha. Tỉa gốc ở dây mai nó lên nữa. Nó còn lên thành nhiều mầm luôn đấy các bạn. Bây giờ mỗi cây nó chỉ có một mầm thôi. Nhưng mình bể tỉa nó xuống thì dây mai nó lên nhiều hơn. Mình nghĩ là loại rau mà sạch nhất trong các loại rau. Vì cái ngọn đồi này là trước đây mà chưa trồng cây ấy, thì là nhà mình có trồng sắn để mà nuôi lợn đấy các bạn, lấy củi để nuôi lợn. Thì bây giờ mình đã bỏ không trồng sắn nữa và trồng cây keo. Thì cái gốc sắn cũ của nó vẫn mọc lên này. Trời ơi, mình nghĩ là nó sạch nhất trong các loại rau luôn. Ăn rất là an toàn. Nhiều quá. Mình lâu lắm rồi mình mới lên đây, mình không nghĩ là trên đồi này nó vẫn có. Không nghĩ là có mà nó non như thế này nữa. Đấy như là không ai biết hay sao ạ. Wow. Non quá trời luôn. Mình hái dài như này nhưng mà về thì mình cho cá ăn nhé các bạn nhé. Mình chỉ ăn ngọn đấy. Non lắm luôn. Mình hái đây rồi xong mình về mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hái lấy búp non để mà ngâm. Thì các bạn xem hết video của mình nhé. Cái rau sắn hay muối ấy, người ta gọi là làm dưa sắn các bạn. Dưa rau sắn hay còn gọi là dưa búp sắn các bạn ơi. Đấy. Các bạn ở thành phố rồi chắc là nếu mà muốn ăn được cái món này thì phải mua với giá khá là đắt đấy. Còn ở quê mình này mọc rất là nhiều luôn, sạch tự nhiên. Lâu lắm mình không lên đây, mình cũng nghĩ là nhiều rau sắn như thế này. Hôm trước mình thèm quá mà không biết là kiếm ở đâu để làm. Thế mà hôm nay lên đây thấy nhiều quá luôn. Thôi đi leo đồi này khá là mệt đấy. Ê, bự lắm luôn. Wow. Cái món này thì nhà mình hay nấu với canh cá này, nấu với xương, xương lợn các bạn. Ăn nó ngọt. Nhiều luôn. Non lắm. Cây sắn thì thấp. Non lắm luôn. Trời ơi không bê được. Các bạn về cùng mình nhá, mình sẽ hái rau sắn cho các bạn xem. Mình hái được nhiều quá rồi thì bây giờ chúng mình về để mà chúng ta cùng hái rau sắn và chúng ta cùng muối các bạn nhá. Đi theo mình thôi nào. Hái búp sắn các bạn nhá. Đây là một cây sắn to như thế này này. Nhưng mà mình chỉ hái cái phần búp vào cho các bạn. Cái cây sắn to như này nhưng mình chỉ lấy cái búp này cho các bạn ơi. Chỉ lấy phần non thì chúng ta mới ăn được nhá. Đây. Phần búp non này cho này. Đây các bạn. Bạn xem này, ăn được cái phần búp non này nhá các bạn nhá.
Đây các bạn nhìn này. Đây một cây sắn này thì chúng ta sẽ hái nó cùng rất ngon này. Đó. Còn những cái này mình sẽ cho cá ăn. Các bạn ơi, mình đã hái xong câu sắn này nha các bạn nhé. Đây là phần ngọn này. Phần ngọn này mình để cho cá ăn. Đây, một ôm rau rất là to mà hái được con phần này thôi các bạn ơi. Chỗ này nấu chỉ được 2 bữa thôi. Lát nữa vò thật kỹ rồi mới ngâm nhé các bạn nhé. Rửa sạch này. Vò thật kỹ rồi chúng ta mới ngâm muối được. Đấy, đây, ngon chưa? Đây, mọi người xem này. Rất là non. Hái đây. Đấy, có hai cái lá thôi, múc với lại hai cái lá bên cạnh. Đấy các bạn thấy không? Nếu mà hái già quá thì chúng ta không ăn được đâu vì là nó dai đó. Đây, cái này mình chỉ lấy cái lá thôi, một cái cỡ này. Đấy. Tiếp theo.